Xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp lại các bạn. Năm 2020 được xem là một năm của những khó khăn và thách thức lớn đối với kinh tế thế giới nói chung, trong đó có Việt Nam. Kinh tế thế giới suy thoái nghiêm trọng, tăng trưởng của các nền kinh tế lớn đều giảm sâu do ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19. Tuy nhiên, kinh tế Việt Nam vẫn duy trì tăng trưởng với tốc độ tăng GDP ước tính đạt 2,91%, giảm 4,11% so với năm 2019 là 7,02%. GDP bình quân đầu người của nước ta 2.779 đô la Mỹ trên người. Tổng sản phẩm quốc nội ước tính 273,6 tỷ đô la Mỹ, quy ra khoảng hơn 6.293.000 tỷ đồng. Vậy đâu là 10 tỉnh có thu nhập bình quân đầu người trên một tháng cao nhất nước ta năm 2020, nếu không tính các thành phố trực thuộc trung ương? Mời tất cả các bạn xem hết video này. Vị trí đầu tiên nằm trong danh sách này là tỉnh Bình Dương với mức thu nhập 7.034.000 đồng. Đây là tỉnh duy nhất nước ta có mức thu nhập bình quân đầu người một tháng trên 7 triệu đồng. Năm 2020, tốc độ tăng trưởng tỉnh Bình Dương đạt 6,91%. Trong đó, công nghiệp xây dựng là ngành kinh tế mang lại giá trị cao nhất, chiếm tới 71,78% GDP, thu hút đầu tư nước ngoài đứng đầu cả nước, trừ thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, với 3.908 dự án và 35.238.000.000 đô la Mỹ vốn đầu tư nước ngoài. Vị trí số 2, đó là tỉnh Đồng Nai, là một trong 8 tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, nơi có nền kinh tế phát triển và năng động nhất cả nước. Đồng Nai là một trong 4 góc nhọn của tứ giác phát triển kinh tế của vùng Đông Nam Bộ, trong đó công nghiệp là ngành kinh tế mang lại giá trị cao nhất cho tỉnh Đồng Nai. Đồng Nai thu hút tới 31 tỷ đô la nguồn đầu tư nước ngoài, thu nhập bình quân đầu người một tháng của tỉnh Đồng Nai đạt 5.621.000 đồng. Với tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh đạt 204,6.000 tỷ đồng, đứng thứ 7 toàn quốc, phát triển một nền nông nghiệp hàng hóa, ngành công nghiệp có giá trị tăng cao và quy mô xuất khẩu lớn, thì Bắc Ninh là tỉnh có thu nhập bình quân đầu người trên một tháng cao nhất vùng đồng bằng sông Hồng, trừ thành phố Hà Nội, với mức thu nhập 5.439.000 đồng, đứng vị trí thứ 3 cả nước. Với vị trí cửa ngõ ra biển Đông của các tỉnh miền Đông Nam Bộ, Bà Rịa Vũng Tàu là thành phố du lịch biển nổi tiếng, là trung tâm của hoạt động khai thác dầu mỏ lớn nhất nước ta. Bà Rịa Vũng Tàu chiếm hơn 93% tổng trữ lượng dầu mỏ, 16% tổng trữ lượng khí thiên nhiên của cả nước. Ngoài ra, tỉnh còn phát triển hệ thống cảng biển nhằm thúc đẩy giao thông vận tải, du lịch biển. Đây là điều kiện rất lý tưởng để phát triển tổng hợp kinh tế biển. Vì thế, Bà Rịa Vũng Tàu là tỉnh có mức thu nhập bình quân đầu người trên tháng đạt 4.610.000 đồng, xếp vị trí thứ 4 cả nước. Tạm biệt vùng kinh tế năng động nhất cả nước, hãy cùng ghé thăm tỉnh Quảng Ninh. Đây là tỉnh duy nhất thuộc vùng Trung Du miền núi Bắc Bộ giáp biển, cũng là tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc. Hoạt động kinh tế chủ yếu là du lịch. Quảng Ninh là một trong những trung tâm du lịch lớn của Việt Nam, với nhiều tài nguyên du lịch nổi tiếng, nhất là di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long. Phát triển ngành công nghiệp khai khoáng, đặc biệt là khai thác than, phát triển năng lượng, vì thế thu nhập bình quân đầu người đạt 4.539.000 đồng, xếp vị trí thứ 5 cả nước. Vị trí tiếp theo là tỉnh Tiền Giang, kinh tế nông nghiệp vẫn đóng vai trò chính, cơ cấu kinh tế đang chuyển dịch với mức tăng trưởng cao trong ngành công nghiệp. Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao thứ 2 vùng đồng bằng sông Cửu Long, năm 2020 thu nhập bình quân đầu người trên một tháng của tỉnh Tiền Giang đạt 4.534.000 đồng, xếp vị trí thứ 6 của nước ta. Vị trí tiếp theo là tỉnh Hải Dương. Hải Dương thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch theo hướng tích cực. Công nghiệp xây dựng chiếm tỷ trọng cao và là ngành kinh tế mang lại giá trị cao nhất. Năm 2020, thu nhập bình quân đầu người trên một tháng của tỉnh Hải Dương ước tính 4.388.000 đồng, đứng thứ 7 cả nước. Vị trí tiếp theo đó là tỉnh Kiên Giang. Với ngành kinh tế nông lâm thủy sản chiếm ưu thế, Kiên Giang là một trong những tỉnh sản xuất lúa gạo, đánh bắt và nuôi trồng thủy hải sản đứng đầu cả nước. Ngoài ra, tỉnh còn phát triển công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm, sản xuất vật liệu xây dựng, du lịch biển phát triển mạnh ở Phú Quốc. Vì thế thu nhập bình quân đầu người một tháng đạt 4.369.000 đồng, đứng vị trí thứ 8 nước ta năm 2020. Vị trí thứ 9 nằm trong danh sách này là tỉnh Vĩnh Phúc, với mức thu nhập bình quân đầu người một tháng là 4.290.000 đồng. Kinh tế tỉnh gặp nhiều khó khăn do đại dịch, song đâu đó vẫn còn một số ngành kinh tế nổi trội. Công nghiệp xây dựng là ngành kinh tế chiếm tỷ trọng cao nhất với 61,95%, trong đó ngành sản xuất linh kiện điện tử đóng góp lớn vào mức tăng trưởng. Trong lĩnh vực nông nghiệp, ngành chăn nuôi gia cầm đóng góp chủ yếu vào mức tăng trưởng.
Tỉnh cuối cùng nằm trong danh sách này là Tây Ninh, với mức thu nhập bình quân 4.264.000 đồng. Với các hoạt động kinh tế công nghiệp đóng vai trò chủ chốt, nông nghiệp phát triển theo hướng nâng cao giá trị, sản xuất hàng hóa, du lịch có bước khởi sắc, thu hút đầu tư tăng là những lý do khiến tỉnh này có mức thu nhập cao hơn so với các tỉnh khác trong nước. Dù biết rằng những số liệu này phụ thuộc lớn vào dân số của tỉnh đó, tuy nhiên các tỉnh có mức thu nhập cao, phần lớn đều tập trung phát triển công nghiệp, nó phù hợp với xu hướng chuyển dịch của nước ta. Giảm khu vực 1, nông lâm ngư nghiệp, tăng khu vực 2, khu vực 3 là công nghiệp xây dựng và dịch vụ. Tuy nhiên, quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm chuyển biến. Mặt khác, nền kinh tế của nước ta còn phụ thuộc nhiều vào nông nghiệp, chịu tác động lớn do đại dịch COVID-19. Những điều này ảnh hưởng lớn đến mức thu nhập của người lao động trên đất nước Việt Nam. Video đến đây kết thúc rồi. Các bạn đừng quên nhấn vào nút like và đăng ký kênh. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video. Thân chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở các video tiếp theo.